cái biển chỉ dẫn thế này thì thằng bé biết đi đường nào. Biển báo hiệu sắp đến đường giao nhau, đúng rồi còn gì nữa. Cái ngã rẽ ngay giữa là hẻm cụt nha, nó là ngõ cùng vào đường hầm rồi tắt đường luôn. Cấm san tô ngược à. Mệt quá rồi nhen, biển này là đâm vào ngã ba. Biển báo tới ngã ba trung tâm được phép đâm thẳng. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Biển báo sắp tới mục tiêu số 4, cách rốn một gang. Biển báo người lớn nằm tại chỗ, thằng bé được đi tới đi lui. Tìm thấy người yêu lưu clip cũ của nó với người yêu cũ nó thì phải làm sao ạ? Xe lên đây. What? Bạn up lên thử mình xem, clip gì thì mới tính tiếp được. Đăng lên để chúng tôi còn đưa lời khuyên, chứ có biết nội dung gì đâu mà khuyên chia tay hay là tiếp tục. Chia sẻ qua Zalo bạn nhé, chứ Facebook nó khóa, mình xin ạ. À đâu. Lưu lại thỉnh thoảng xem cho vui. Chúng tôi cần đầy đủ thông tin thì mới có thể đưa ra lời tư vấn hiệu quả, cụ thể là video đâu. View thoáng đãng, hàng xóm thân thiện và không bao giờ làm ồn. Hàng xóm này rất hay tụ tập về đêm nhá. What the hell? Hàng xóm ngày ngủ đêm bay. Tháng sang nhà chơi 2 lần, rảnh thì hay đứng dòm cửa sổ nghe ngóng. Trời ghê chưa? Khu tập thể im lặng. Nani? Hàng xóm chuyên hoạt động về đêm. Không bao giờ sợ ngủ một mình. Oh my god. Hàng xóm này nửa đêm hay bay qua bay lại ngoài cửa sổ. Ôi trời ơi. Hàng xóm này đêm mới ồn ào mà phải có căn mới nghe được. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Đang ngủ mà ồn quá thì dậy trời đêm mờ thật to. Nếu có tiếng chửi lại thì yên tâm ngủ tiếp. Còn chửi xong mà thấy ở sau lưng lạnh lạnh thì cứ ngủ tiếp thôi, chứ biết làm sao giờ. Kiếm cái nghề hợp với tên của mình đi. Ví dụ, Thảo bán chảo. Nguyệt đào huyệt. What? Hồng bán chồng hả? Nani? Bảo trai bao. Trời ghê chưa? Hà đi trà toilet. Nhung bán trứng ung. An bán than. Nhân không bán gì trơn. Nhân bán cá bơn nha. Nhân bán dầu bôi trơn nhé anh. Ly bán đi. Giang thầy lan nhé. Tao còn không có dùng thì dù đâu mà bán cho các mày. Nhân bán thân. Cơm bán rơm à. Quỳnh bán lưu huỳnh. Ngân múa lân. Không lẽ Trâm bán dâm. Chiếc ghế hạnh phúc nhà nào cũng cần. Đây là chiếc ghế sẽ làm cho mọi nhà nghỉ và khách sạn cháy phòng và kín khách, là món quà cưới đỉnh cao thay cho phong bì trong một thời đại mới. Chiếc tải tối đa lên tới tận 3 người cùng hệ thống treo MacPherson êm ái, hộp số tự động vô cấp CVT cùng khối động cơ turbo 1.6 đến 215 mã lực sẽ đưa bạn chinh phục những đỉnh cao nhất. Wow.
7 cấp độ không sót. Chào bạn, bạn chuyên về viết hộ đúng không ạ? Bạn có nhận viết hộ bản kiểm điểm không? Vâng, bạn cần viết bao nhiêu chữ thế ạ? 500.000 chữ. Bao nhiêu ạ? 500.000 chữ. Hả? Bạn phạm phải luật trời hay sao thế ạ? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Viết xong nhập cõi niết bàn luôn. Tầm 1.500 trang giấy hả? 130 dòng, mỗi dòng 11 chữ, 1 trang khoảng 330 chữ. Ôi trời ơi! Chắc là viết 500.000 chữ. Xin lỗi vợ, lần sau chồng không thế nữa ạ. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Nếu tôi làm nghề viết hộ, tôi chẳng thèm quan tâm đến đằng ấy phạm luật gì đến nỗi viết tận 500.000 chữ. Tôi chỉ quan tâm đằng ấy có đủ tiền để thuê tôi viết 500.000 chữ hay không mà thôi. À thế à? Chắc chắn hình phạt này là từ một người phụ nữ nào đó đưa ra, thề. Quá chuẩn luôn! Anh em cho mình hỏi, bây giờ tổ chức đám cưới hỏi trong điều kiện tự thân lo hết từ A đến Z trên tinh thần tiết kiệm thì phải chuẩn bị bao nhiêu nhỉ? Ông là cái ông hôm bữa hỏi cưới xong có lãi không đúng không? Chắc vợ sắp cưới chủ tút. Lo gì bạn, có gì rút kinh nghiệm lần sau. Nếu ở nông thôn chắc tầm 400-500 triệu. Nani? Nông thôn Hoàn Kiếm với Ba Đình hả bác? 100 thôi bạn, đừng nên chi nhiều hay mua nhiều vàng quá. Có dư một ít lại phòng hờ, đi du lịch trăm mật 4-10 triệu. Vì quan trọng hai bạn ở với nhau như thế nào, chứ không phải vì vàng cưới bao nhiêu. Chúc bạn trăm năm hạnh phúc. Oh my god. Tiêu ơi, bé ơi, sao đang online mà không rep anh? Em đang đọc truyện mà. Em đọc truyện gì thế, hay không, kể anh nghe với. Harry Potter và kẻ trở thành người yêu cũ vì không để yên cho tao đọc. À, người yêu cũ đọc truyện tiếp đi, anh cũng phải nhắn tin với gái đây, bye người yêu cũ nha. Đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.